Vâng, thưa quý vị, sau khi kết thúc khóa đào tạo chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân đầu tiên đạt kết quả cao tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố, thì mới đây đơn vị này lại tiếp nhận 150 chiến sĩ được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động giao nhiệm vụ, đó là đào tạo với chương trình huấn luyện đặc biệt nhằm mục tiêu là trở thành lực lượng tinh nhuệ, bổ sung quân số cho các đoàn cảnh sát đặc nhiệm trên cả nước. Từ những bài tập thể chất khắc nghiệt hàng ngày như là vào rừng tìm những khúc gỗ có trọng lượng 50 kg để mang vác, hay là vần những chiếc lốp xe ô tô nặng lên dốc, đến những bài tập võ thuật hay là bắn súng gian nan, thì liệu rằng những điều này có làm khó các tân binh của chúng ta hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. 2, 3, 1, đây là 150 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, được tuyển chọn vô cùng khắt khe từ hàng chục nghìn chiến sĩ nhập ngũ năm 2024 để tham gia khóa huấn luyện vũ trang tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Nhiệm vụ đầu tiên khi đặt chân đến đơn vị là cắt tóc. Dù đã được tạo kiểu đẹp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, nhưng đến đây thì chỉ có một kiểu tóc duy nhất, cắt ngắn chỉ còn 1 cm, thế nên mỗi chiến sĩ chỉ mất 1 phút để có kiểu tóc mới. Được lựa chọn vào một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của Bộ Công an, phần lớn các chiến sĩ đều là con em đồng bào các dân tộc, có nền tảng thể lực và sức khỏe tốt. Tuy nhiên, khi bắt đầu thực hành chương trình huấn luyện thể lực khắc nghiệt của lực lượng chống khủng bố, như tự vào rừng tìm những khúc gỗ có trọng lượng 50 kg để mang vác, tập luyện hàng ngày, hay vần những chiếc lốp xe to nặng lên dốc, một số chiến sĩ đã cảm thấy quá sức. Mình thoải mái lên thì nó không bị chi phối, nó không bị co cơ nhanh, nhớ chưa? Nào, hít nào. Rồi, thở. Nào, tiếp tục hít. Nào, rồi, đều thế thôi anh. Ok chưa? Đi sâu rồi, đẩy căng ngực lên. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, suy nghĩ gia đình đi, đừng khóc nữa. Rồi. Suy nghĩ gia đình ấy. Thả lỏng ra. Càng cảm xúc dâng trào càng co cơ nhanh, thoải mái lên, hít, phóng mũi. Rồi, thở mồm. Sang đến tuần thứ hai, tất cả các chiến sĩ đã quen với cường độ huấn luyện dày đặc, khắc nghiệt tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố. Ngày nắng cũng như ngày mưa, từ sĩ quan chỉ huy cho đến chiến sĩ đều cùng nhau dầm mưa dãi nắng nhằm đạt được mục tiêu cao nhất là rèn luyện cho các chiến sĩ có sức khỏe phi thường, có ý chí vượt qua mọi khó khăn gian khổ và tinh thần kỷ luật thép nhằm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những lớp to rất là nặng và những cây to rất là nặng. Phải chạy hết những con đường mà chỉ huy ban giao cho, nhưng mà em vẫn phải tự nhắc bản thân là mình phải cố gắng. 3 tuần em vô đây, em cảm thấy bản thân mình khỏe hơn rất nhiều ạ. Sau khi có nền tảng thể lực vững chắc, các chiến sĩ sẽ được đào tạo bài bản về võ thuật, kỹ chiến thuật, biết cách sử dụng thành thạo các loại súng lục, súng tiểu liên, súng bắn tỉa, cũng như các vũ khí trang bị khác của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Thì nội dung gồm là huấn luyện về thể lực và thông qua huấn luyện thể lực để rèn cái ý chí quyết tâm và cái tinh thần chiến đấu của cán bộ chiến sĩ. Và đó là huấn luyện tiếp tục là nội dung võ thuật, nội dung kỹ thuật và nội dung phương án tác chiến. Và qua nội dung huấn luyện thì để cho tất cả các chiến sĩ đảm bảo cái ra quân thực hiện nhiệm vụ được. Sau buổi lễ khai giảng diễn ra vào ngày 6 tháng 7 vừa qua, 150 chiến sĩ sẽ chính thức bước vào chương trình huấn luyện gian khổ nhằm trở thành những chiến binh thép. Sau 6 tháng đào tạo bài bản, sẽ là lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bổ sung quân số cho các đoàn cảnh sát đặc nhiệm ở 3 miền Bắc, Trung, Nam là lá chắn thép để gìn giữ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.